Theo Bloomberg, thế giới hiện có 5 tỷ phú sở hữu tài sản từ 100 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 4 tỷ phú làm giàu từ ngành công nghệ bao gồm Elon Musk, CEO Tesla, 217 tỷ đô la Mỹ, Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, 132 tỷ đô la Mỹ, Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, 113 tỷ đô la Mỹ và Larry Page, đồng sáng lập Google, 101 tỷ đô la Mỹ. Trong số này có người kiếm được tỷ đô la Mỹ đầu tiên khi mới 30 tuổi cũng là người thành tỷ phú khi đã ngoài 40. Elon Musk, CEO Tesla, tuổi khi thành tỷ phú 41. Năm 2012, Elon Musk lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes ở tuổi 41 với tài sản là 2 tỷ đô la Mỹ. Đến nay tỷ phú sinh năm 1971 là người giàu nhất thế giới với khối tài sản là 217 tỷ đô la Mỹ. Lớn lên tại Nam Phi, Elon Musk tự học lập trình và bán mã nguồn cho video game đầu tiên của mình với giá 500 đô la Mỹ khi mới 12 tuổi. Trước sinh nhật lần thứ 18, Musk chuyển tới Canada và làm nhiều công việc nặng nhọc như là cắt gỗ, xúc hạt và vệ sinh lò hơi trong xưởng gỗ với thu nhập 18 đô la Mỹ một giờ, mức lương ấn tượng vào năm 1989. Musk có hai bằng tốt nghiệp chuyên ngành vật lý và kinh tế thuộc trường Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania và chuyển tới Stanford để học tiến sĩ. Tuy nhiên ông bỏ dở chương trình tiến sĩ để cùng em trai thành lập startup phần mềm Zip2 với số tiền là 28.000 đô la Mỹ vay từ cha của mình. Năm 1999, họ bán lại Trip với giá 307 triệu đô la Mỹ, giúp Musk bỏ túi 22 triệu đô la Mỹ. Ông đầu tư một nửa số này để đồng sáng lập Xcom, dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Công ty này nhanh chóng sáp nhập với đối thủ và trở thành PayPal và Musk là cổ đông lớn nhất. Năm 2002, eBay mua lại PayPal và Musk đã ra đi với 180 triệu đô la Mỹ. Sau khi rời PayPal, ông tập trung vào công ty thám hiểm không gian SpaceX vài năm sau đó ông đồng sáng lập hãng xây điện Tesla và Solar City, nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời. Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, tuổi khi thành tỷ phú 35. Năm 1999 Jeff Bezos lần đầu có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Tuy nhiên từ năm 1998 ông đã lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí này nhờ 40% cổ phần tại Amazon được định giá 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú sinh năm 1964 từng có nhiều năm liền là người giàu nhất thế giới trước khi bị Elon Musk vượt qua. Bezos theo học ngành khoa học máy tính của Đại học Princeton. Sau khi tốt nghiệp, ông từ chối lời mời làm việc từ Intel và Bell Labs để tham gia vào một công ty khởi nghiệp có tên là Fitel. Sau khi rời Fitel, Bezos về làm việc cho quỹ đầu tư d e. Shaw và trở thành phó chủ tịch cấp cao chỉ sau 4 năm. Năm 1994, Bezos đọc được thông tin các trang web đã tăng trưởng 2.300% trong một năm. Con số này khiến ông bất ngờ và quyết tâm tìm cách tận dụng sự tăng trưởng nhanh chóng của nó. Ông lập danh sách 20 sản phẩm có thể bán trực tuyến và quyết định sách là lựa chọn tốt nhất. Bezos quyết định rời DE Shaw để thành lập Amazon dù đang có một công việc tuyệt vời. Trong tháng đầu tiên ra mắt, Amazon đã bán sách cho mọi người ở 50 bang của Mỹ và 45 quốc gia khác nhau, sau đó, công ty này không ngừng phát triển. Năm 1997, Amazon niêm yết trên sàn chứng khoán. Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, tuổi thành tỷ phú, 31. Là con trai của một luật sư và là một nhà giáo, cho nên từ nhỏ Bill Gates rất thông minh và thích tranh luận. Ở tuổi thiếu niên, ông đã đọc hết toàn bộ tuyển tập Bách khoa Toàn thư Thế giới. Sau khi tốt nghiệp trường Lakeside vào năm 1973, Gates theo học Harvard dù đăng ký vào lớp dự bị ngành luật nhưng sau đó Gates đã nhanh chóng chuyển sang học các lớp nâng cao về toán học và khoa học máy tính. Hai năm sau, ông bỏ học và cùng với Paul Allen lập ra Microsoft. Dù chưa bao giờ tốt nghiệp, Bill Gates vẫn được Đại học Harvard cấp bằng danh dự vào năm 2007. Microsoft cho ra mắt phần mềm Windows vào năm 1985 và niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 1986. Đến năm 1987, Gates đã trở thành tỷ phú ở tuổi 31 và là tỷ phú trẻ nhất thế giới ở thời điểm đó. Năm 1995, ông trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 12,9 tỷ đô la Mỹ. Từ đó đến nay, Gates liên tục đứng trong top 5 người giàu nhất trên các bảng xếp hạng. Năm 2000, Gates rời vị trí CEO Microsoft ở tuổi 45. Ông trở thành người đứng đầu mảng thiết kế phần mềm, trong khi Steve Ballmer trở thành CEO của Microsoft. Đây cũng là năm Gates thành lập quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation. Tháng 3 năm 2020, Bill Gates tuyên bố rời khỏi hội đồng quản trị Microsoft, chức vụ cuối cùng tại tập đoàn phần mềm do ông sáng lập. Larry Page, đồng sáng lập Google, năm thành tỷ phú 30 tuổi Larry Page sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là giáo sư khoa học máy tính của Đại học Michigan. Năm 1998, ông cùng với Sergey Brin đồng sáng lập Google trong một gara ở Menlo Park, California. Hai thập kỷ sau, Google không chỉ là website hàng đầu thế giới mà còn là công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất. Năm 2004, Google chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO và đưa hai nhà sáng lập thành tỷ phú. Năm 2015, Google thông báo kế hoạch tái cấu trúc và thành lập công ty mẹ mang tên Alphabet. Cuối năm 2019, Larry Page và Sergey Brin tuyên bố giờ chức CEO và chủ tịch của Alphabet, nhưng cả hai vẫn nằm trong hội đồng quản trị. Vị trí giám đốc điều hành do người đứng đầu Google là Sander Pichai đảm trách.